Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa bột Colos Multi IQ hộp 350g giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu, có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Colos Multi Grow IQ là sản phẩm cao cấp chuyên biệt giúp trẻ phát triển chiều cao và trí thông minh. Sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế khoa học để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và đặc biệt phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Lợi ích của Colos Grow IQ, phát triển trí thông minh và tăng cường nhận thức ở trẻ. Cải thiện giúp bé chắc khỏe khung xương, phát triển chiều cao, giảm quấy khóc đêm, giúp trẻ ngủ ngon sâu giấc, hệ dưỡng chất, hệ dưỡng chất độc đáo Colos Multi Grow IQ gồm MK7, DHA, Canxi, Lactoferrin, Vitamin, Lysine, torin và các khoáng chất dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ. Platinoid và DHA giúp trẻ phát triển trí não, tăng cường nhận thức, MK7, canxi sữa, và canxi nano vitamin D hiệp đồng giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu. Cho khung xương chắc khỏe, bổ sung nhiều vitamin khoáng chất và lác sầm giúp trẻ tăng cường tiêu hóa. Tạo giấc ngủ giúp phát triển thể lực cách sử dụng: mở gói và hòa với 80 ml nước ấm 38 đến 40 độ. Khuấy đều, sau khi pha nên cho bé dùng luôn trong vòng 1 giờ. Gói đã mở nên sử dụng trong vòng 24 giờ. Quy cách đóng gói: hộp 22 gói x 16g, hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Chi tiết xem trên bao bì. Lưu ý, không dùng cho trẻ bị bệnh galactosemia, tham khảo bác sĩ chuyên viên dinh dưỡng về nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của con bạn. Không dùng nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết